Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 30 tây tháng 10 anh em. 30 tây tháng 10 ha. Rồi tối nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 30 mấy anh em, 30 mấy lô ha, ba mấy 40 lô anh em. Rồi hôm nay thì có Magu 3030 anh em, nồng 37 ly. Gilby trái táo anh em. Cái dòng này chạy phải nói cực kỳ bốc, cực kỳ ok luôn anh em. Chạy rất là cái tiếng bô chạy rất là giòn anh em. Rồi đây là Austin, Austin 26 tum gầy. Kawasaki TGX nha anh em, TGX ha. TGX hay rồi TG24. Cái dòng này thì nó nồng 32 ly anh em. Nó xài chế là chế ga ngang luôn. Rồi 700.000 cây. Cơm Mitsu 23 nè, Austin, Mitsu TL20 nè, Mitsu TL20 ha. Gobin NB31, Echo 311 anh em, nồng 36 ly. Còn cơm Mitsu G3K anh em, G3K thì nó là nồng 36 ly bình xăng dưới nè. Honda GS25. Rồi Gobin hộp nha anh em, Gobin hộp nè, giá rẻ, giá mềm cho anh em luôn. Nồng 32 34 ly. Gobin chùa lớn nữa nha anh em. Rồi phía dưới là Magu. Magu thì siêu đẹp, siêu VIP. Gobin cốc nha anh em. Echo 260 luôn ha. Thì em sơ lược những cái dòng máy hôm nay của em nha anh em. Rồi em vô cái con máy đầu tiên. Máy thì bên em sẽ bao cho anh em là hơi lửa tốt, anh em giật hơi lửa ha. Hơi thử hơi thử lửa tốt rồi đủ đồ. Nắp xăng, nắp bue thì bao cho anh em đầy đủ luôn. Tay lái dài, đầu bò chén kẹp thì đầy đủ anh em. Rồi lô số 1, Magu con này là 3030 anh em, nồng 37 ly. Đây con Magu này là 3030 anh em, nồng 37 ly. Rồi con này thì em lắp cho anh em là bình xăng mới anh em, tại vì bình xăng của nó về nó bể ha. Chế ga ngang, rồi nồng 37 ly anh em. Con số 1 anh em. Con số 1 này con số 1 1 triệu 7 anh em. Con này 3030 ha. Nồng 37 ly, con số 1 1 triệu 7. Con số 2 là con Austin nha anh em. Austin này là Austin 26cc nồng 34 ly, tum gầy. Tum gầy anh em. Con số 2 1 triệu 3. Tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chén kẹp thì em bao đầy đủ. Rồi con số 3 là con Gilby chế táo. Gilby chế táo anh em, nồng 34 ly. Số 3 900.000, tay lái dài, nồng 26cc anh em, nồng 34 ly. Rồi đầu bò chén kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ luôn anh em. Số 3 900.000, Gilby chế táo. Lô số 4. Lô số 4 là lô này là lô TGX nha anh em. TGX 23, TG24 nè. Lô này thì 700.000 cây anh em, 3 cây là 2 triệu 1 ha. Tay lái là tay lái dài cho anh em luôn. Tay lái dài luôn anh em. Rồi đầu bò chén kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ ha. Lô số 4, TGX 23. Lô số 5 là hai con cơm Mitsu. Cơm Mitsu này là cơm Mitsu 23 anh em. Rồi lô này thì là 1 triệu 150 một cây ha, 2 cây là 2 triệu 3. Tay lái lô này là một dài một tròn anh em. Lô số 5, 2 cây 2 triệu 3. 1 triệu 150 một cây ha. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Thiếu đầu bò em lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 5 anh em. Cơm Mitsu 23, 2 cây 2 triệu 3. Hai cây là 2 triệu 3 anh em. Kawasaki anh em, lô này 700.000 một cây ha, 700.000 cây. Còn đây là cơm Mitsu 23, 1 triệu 150 anh em. Rồi lô số 6. Lô số 6 là lô Austin. Austin này là Austin 22 anh em, 22 23. Lô này thì hai tay lái tròn, một cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thêm bao đầy đủ anh em, lô số 6. 3 cây 1 triệu 950, 650.000 cây anh em, 650.000 cây ha. Austin 22 23, 650.000 cây. Lô số 7. Lô số 7 là lô này là lô Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TL20 ha, Mitsu TL20. Rồi lô này thì hai cây tum gầy, hai cây tum liền anh em. Hai cây tum gầy, hai cây tum liền. Rồi lô này thì ta lái là có một cái ta lái tròn, còn lại là ba cái ta lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 7 anh em, TL20, 4 cây 3 triệu 2, 800.000 một cây anh em, 800.000 cây. Mitsu TL20. Lô số 9. Ủa lô số 8. À lô số 8 anh em. Lô số 8 là con này là con Echo anh em. Con Echo này Echo 311 ha. Con này quá đẹp luôn anh em ơi. Con này bóng hới luôn nè. Rồi con này là con Echo 311 nồng 36 ly anh em, bình xăng trên ha. Bình xăng trên Echo 311. Rồi con số 8 này là 1 triệu 4 anh em, 1 triệu 4 ha. Con này là Echo 311 bình xăng trên. Còn quá đẹp nha anh em, mặt giật nè.
Rồi bình xăng trên nha anh em. Con này thì 1,4 triệu ha, nồng 36 ly. Con số 9 là con Gobin, Gobin NB326 anh em, NB26 ha, tum nhỏ. Con này số 9 1,2 triệu anh em, nồng 34 ly ha, Gobin. Con này thì quá đẹp luôn anh em. Nước sơn rồi còn nguyên ha, chưa có bị chốc nghe anh em. Lô số 9 này là 1,2 triệu, tay lái của nó là tay lái dài. Rồi đậu bò chén kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ luôn anh em. Số 9 ha, 1,2 triệu. Gobin NB262. 26 anh em, 26 áo sắt ha. Nồng 34 ly. Số 9 1,2 triệu. Rồi lô số 10. Lô số 10 là con cơm mít su 3,400 anh em, cơm mít su 3,400 ha. Con này cũng là bình xăng trên luôn. Con số 10 là 2,2 triệu anh em. Con số 10 là 2,2 triệu ha. Cơm mít su 3,400, tum lớn bố cung lớn luôn anh em, tum lớn bố cung lớn luôn. Đây. Tum lớn bố cung lớn nồng 36 ly. Con số 10 2,2 triệu anh em. Con số 10 là 2,2 triệu. Đầu bò trắng kẹp thêm bao đầy đủ luôn ha. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực nha anh em. Đây con này là mặt giật trợ lực luôn ha, cơm mít su 3,400. Con số 11 con G3K nha anh em. G3K bình xăng dưới ha. Con này nồng 36 ly anh em, tum lớn bố cung lớn luôn. Con số 11 2,2 triệu. G3K bình xăng dưới. Rồi đầu bò trắng kẹp em bao đầy đủ nha anh em. Lô số 11 2,2 triệu. Quay cái quạt ra ha. Rồi số 12 anh em. Số 12 là con này là con Genos cơm mít su ha. Con này là nồng 34 ly nha anh em. Con này quá mới luôn nè, mới tinh luôn. Bình xăng lớn trắng sáng luôn nha anh em. Rồi con số 12 này là 1,2 triệu nha anh em. Số 12 1,2 triệu. Cơm mít su G2K ha. G2K, con số 12 1,2 triệu. Tay lái dài. Tay lái dài nha anh em. Rồi tiếp theo là con số 13. Con số 13 này là con GX25 nha anh em. Con này là con Honda ha, GX25. Rồi con này thì hôm nay nó đủ bộ e nha anh em. Mỗi khi nó về nó hay rớt cái bộ e. Rồi con này là con Honda GX25 nha anh em. Tum là tum gời ha, tum gời nhỏ. Con số 13 2,1 triệu nha anh em, 2,1 triệu ha. Rồi con này thì nó về là nó cây lắp của nó là cây lắp của thằng Magu nha anh em. Nè, nó dính theo là cây lắp Magu nha anh em. Rồi con này ta lái em sẽ lắp cho anh em ta lái dài luôn. Con số 13 2,1 triệu. Số 14 là con Austin nha anh em. Con này là con Austin ha, FS26 anh em, nồng 34 ly. Con này thì quá mới luôn anh em ơi. Quá mới luôn, cực kỳ mới luôn. Rồi con số 14 này là 1,3 triệu anh em. Gà bóp luôn ha, gà bóp này. FS26 số 14. Rồi. Đầu bò trắng kẹp đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 14 anh em 1,3 triệu, FS26. Lô số 15 là con Makita 4 thì. Makita 4 thì anh em, con số 15. Rồi Makita 4 thì này thì là xăng riêng nhất riêng nha anh em. Số 15 này là 1,2 triệu ha, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ nha anh em. Rồi số 15 1,2 triệu. Con số 16 là con này là con Echo anh em. Con Echo ha, màu đỏ. Con này thì nó để tem mác là Makita nè. Makita anh em, nhưng mà nó thuộc dòng là dòng Echo anh em. Bình xăng trên. Rồi cái nắp xăng này thì em sẽ đổi cho anh em cái nắp zin đàng hoàng nha anh em. Con số 16 900.000, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn nha anh em. Số 16 900.000. Rồi tiếp theo là lô số 17. Lô số 17 là Mitsu TL23 nha anh em. Mitsu TL23. Lô số 17 này thì 2 cây. Mitsu TL23 nha anh em, một con tum gời, một con tum liền ha. Rồi 2 cây là 2,4 triệu. Tay lái là tay lái dài luôn nha anh em, tay lái dài luôn ha. 2 cây 2,4 triệu nha anh em, 1,2 triệu một cây. Mitsu TL23. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Lô số 17, 2 cây 2,4 triệu, 1,2 triệu một cây. Lô số 18 là lô Makita Gobin nha anh em, Gobin chùa lớn ha. Rồi lô này thì lô này là tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Rồi lô này 3 cây 4,5 triệu ha, 3 cây 4,5 triệu anh em. Tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 18, 3 cây 4,5 triệu. Rồi lô số 19. Lô số 19 này là lô Gobin nha anh em. Gobin này là Gobin nồng 32 34 ly ha. Lô này tổng cộng là 6 cây anh em. Gobin, Gobin hộp nồng 32 34 ly. Rồi lô này thì 600.000 cây anh em, 6 cây là 3,6 triệu ha, 6 cây 3,6 triệu. Lô số 19 nha anh em, Gobin hộp.
Rồi lô này thì em thấy là ba con lồng 34 anh em, rồi ba con lồng 32 ha. Rồi 600 ngàn cây anh em, ta lấy dài hết luôn. Đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ anh em. Lô này lô số 19 ha. Rồi lô số 20 là lô này hai con TG anh em. TG 20 ha, thiếu nắp xăng với nắp e thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ. Rồi lô số 20, TG 20, 450 ngàn cây, hai cây 900 nha anh em. Ta lái dài luôn, đầu bò trắng kẹp đầy đủ luôn anh em. Rồi lô này thì 450 ngàn cây ha. Lô số 19. Ủa lô số 20 nha anh em. Tiếp theo là lô số 21. Lô số 21 là lô này là Echo 230. Rồi Echo 230 thì là hai cây anh em, hai cây 1 triệu 8 anh em, hai cây 1 triệu 8. Echo 230. Rồi lô này thì tay lái là một tay lái tròn, một cái tay lái dài anh em. Đầu bò trắng kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ luôn. Rồi hơi lửa ngon lành cho anh em luôn ha. Lô số 21 anh em. Echo 230 hai cây 1 triệu 8, 900 ngàn cây. Đây Echo 235 anh em, 235 nè. Quá đẹp luôn. Echo 235 không anh em. Rồi lô này thì hai cây 1 triệu 8, 900 ngàn cây. Lô số 22 là TZ nha anh em. TZ ha, anh em nào muốn kêu gì kêu nha anh em. Rồi lô này thì hai con tum liền hết ha, tay lá dài luôn nha anh em. Nòng 34 ly, TZ 27 nha anh em. Nòng 34 ly. Đây tay lá dài hết. Đầu bò chén kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ nha anh em, hơi lửa ngon lành hết ha. Lô số 22. Hai cây 2 triệu 6 anh em, 1 triệu 3 một cây ha. 1 triệu 3 một cây, lô số 22. Lô số 23 là hai con Magu. Magu này là Magu 26 tum liền anh em, Magu 26 tum liền ha. Tay lái cũng là tay lái dài hết luôn. Tay lái dài hết nha anh em, đầu bò chén kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi Magu 26 tum liền. Hai cây 2 triệu 2 anh em, hai cây 2 triệu 2 ha, 1 triệu 1 một cây. Lô số 23. Lô số 23. Hai con đều là trợ lực hết nha anh em, hai con trợ lực hết ha. 1 triệu 1 cây, hai cây 2 triệu 2. TZ27 một con trợ lực lớn luôn nha anh em. Rồi hai con 2 triệu 6 anh triệu 3 một cây. Còn đây là Echo 235 nha anh em. 900 ngàn cây ha. Rồi tiếp theo là lô số 24. Lô số 24 là lô này là lô Magu nha anh em. Magu 26 tum G ha. Đây Magu 26 tum G hết nha anh em. Triệu 3. Rồi tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn ha. Rồi đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ anh em. Lô số 24, 4 cây 5 triệu 2, 1 triệu 3 một cây. 1 triệu 3 một cây nha anh em, Magu 26 tum G. Lô số 25. Lô số 25 là lô này là Magu 23 tum G anh em. Lô này là Magu 23 tum G ha. Lô này thì 850 ngàn cây. 5 cây là 4 triệu 250 nha anh em, 4 triệu 250. Magu 23 tum G. Tay lái thì em sẽ lắp cho anh em tay lái dài hết ha. Rồi đầu bò trắng kẹp đầy đủ anh em. 5 cây 4 triệu 250. Tiếp theo là lô số 26. Lô số 26 là lô này là lô Magu nha anh em. Magu 20 ha. Magu 20 đầu vuông nha anh em. Đầu vuông đầu nhọn nè, tum gời nha anh em. Con này là tum liền ha, con tum liền. Rồi lô này thì 800 ngàn cây nha anh em. 6 cây là 4 triệu 8 ha. Lô số 26. Lô số 26. Tay lái là tay lái dài luôn nha anh em. Tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp em bao đủ cho anh em luôn ha. Lô số 26. 6 cây 4 triệu 8, 800 ngàn cây anh em, Magu 20 tum gời, có một con tum liền. Rồi lô số 27 là Magu 23. Magu 23 anh em, con này đen ống ả luôn anh em. Rồi lô này là lô Magu 23, 24. 23, 24 anh em. Rồi lô này thì 850 ngàn cây, 6 cây 5 triệu 1 anh em, 850 ngàn cây. Tay lái dài hết luôn ha. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 27 này là 5 triệu 1, 850 ngàn cây. Lô số 28 là Magu 20 nha anh em, Magu 20 tum liền. Rồi lô này thì 3 cây 2 triệu 250 nha anh em, 750 ngàn cây. Tay lái là tay lái dài hết ha. Rồi đầu bò trắng kẹp đầy đủ nha anh em. Lô số 28, 3 cây 2 triệu 250. Lô số 29 là hai con Echo Qgit 262 nha anh em. 2625G ha. Rồi đời mới cho anh em luôn, tay lái ra bóp zin luôn nha anh em. Rồi hai con này là 1 triệu 3 cây, 2 cây 2 triệu 6. Nòng 34 ly anh em, lô này quá đẹp luôn nè. Nòng 34 ly, tay lái dài ra bóp hệ luôn. Rồi đầu bò trắng kẹp đầy đủ anh em. Lô số 29, 2 cây 2 triệu 6. Rồi mặt giật là mặt giật trợ lực luôn anh em, mặt giật trợ lực luôn ha. Rồi con này là Magu 20 anh em. Có cái áo nó bể thì em sẽ đổi cho anh em áo khác.
Rồi Magu 23 nè, lô này 850 ngàn cây. Magu 20 vuông, lô này 800 ngàn anh em. Lô này 800 ngàn cây ha. Còn lô này là lô Magu 23 tum gời, lô này 850 ngàn. Còn lô này là lô Magu 26 anh em, tum gời ha, 1,3 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 30. Lô số 30 là lô này là lô Magu 3. Lô này lô Echo trắng anh em, Echo trắng ha. Lô này thì hai con Echo nòng 34 ly anh em, nòng 34 ly. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn nha anh em. Lô này thì hai con 1,8 triệu, 900 ngàn cây, nòng 34 ly. Chế của nó là chế hệ ga ngang anh em, ga ngang vú lớn ha. Rồi, đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 30. Hai cây 1,8 triệu, 900 ngàn cây. Lô số 31 là lô này là lô Magu 26 anh em. Magu 26 ha. Rồi lô này Magu 26 anh em, lô này nòng 34 ly. Rồi lô này ra bóp hệ luôn anh em. Nè, một cái ra bóp hệ nè, hai cái bóp hệ luôn nè. Một cái tay tròn là ra bóp hệ luôn anh em. Rồi một cái ra kéo ha. Rồi lô này là ba cái tay lái dài, một cái tay lái tròn, đi kèm nó là một cái ra bóp hệ luôn anh em. Đầu bò trắng kẹp thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 31, 4 cây 4,4 triệu, 1,1 triệu một cây. Lô số 32 là Tanaka hai trống anh em. Tanaka hai trống ha, quá đẹp quá vip luôn cái dòng này. Cực kỳ đẹp luôn anh em. Tanaka hai trống, tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Rồi đầu bò trắng kẹp thêm bao đầy đủ luôn cho anh em. Lô số 32. 5 cây 4,750 anh em, 950 ngàn cây ha. Tanaka hai trống. Rồi Tanaka hai trống anh em, 950 ngàn cây tay lái dài. 5 cây 4,750 anh em, 950 ngàn cây. Lô số 33 là lô này là lô Echo anh em. Echo 260 ha. Echo 260, 265 nè, có con này là chạy săn riêng nhất riêng luôn anh em. Con chạy săn riêng nhất riêng luôn. Rồi lô này thì tay lái là tay lái dài anh em. Tay lái dài có một cái tay lái tròn, có một cái tay lái tròn anh em. Lô này tổng cộng là 10 cây ha, 1,2 triệu một cây. 10 cây là 12 triệu anh em, 10 cây là 12 triệu ha. Rồi tay lái dài, đầu bò trắng kẹp thì đầy đủ hết nha anh em. Rồi lô này là 1,2 triệu cây, 10 cây là 12 triệu, lô số 33. Echo 260. Rồi lô này là 1, 2, 3, 4, 5 con trợ lực nha anh em. Còn 5 con trợ lực ha, có con là săn riêng nhất riêng luôn nè. Rồi lô này là 1,2 triệu cây. Lô số 33. Tiếp theo là lô số 34 nha anh em. Rồi lô số 34 là lô Magu màu xanh ha, màu xanh đậm nha anh em, màu xanh đậm ha. Rồi lô này thì 6 cây. 6 cây anh em, 5,7 triệu, 950 ngàn cây. Magu 23. Magu 23 nha anh em. Tay lái là tay lái dài hết ha. 6 cây 5,7 triệu. Rồi đầu bò trắng kẹp đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Tem mát là còn rất ok anh em. Rồi lô số 34, 6 cây 5,7 triệu. Lô số 35 là Magu 20 anh em. Lô này quá đẹp luôn nè, xanh mướt luôn anh em. Magu 20 màu xanh. Rồi lô này thì 800 ngàn cây anh em, 6 cây 4,8 triệu nha. Ra bóp hệ luôn anh em. Ra bóp hệ là 1, 2, 3 cái ra bóp hệ luôn ha. Rồi lô này là tay lái dài hết nha anh em. Tay lái dài hết luôn. Đầu bò trắng kẹp đầy đủ anh em, tem mát còn rất là đẹp. Đầu bò trắng kẹp thì bao cho anh em đầy đủ luôn nè. Lô số 35, 6 cây 4,8 triệu, 800 ngàn cây anh em. 800 ngàn cây. Rồi lô số 36 là lô Echo trắng anh em. Lô số 36 là lô Echo trắng ha. Lô này thì giá rẻ cho anh em ha. Chế là chế ga ngang nòng 32 ly anh em. Tay lái là tay lái dài luôn nè. Rồi lô này 650 ngàn cây, 6 cây là 3,9 triệu anh em. Lô số 36. Rồi đầu bò trắng kẹp thì bao cho anh em đầy đủ luôn anh em, đầy đủ đầu bò trắng kẹp ha. Lô 36, 6 cây 3,9 triệu, 650 ngàn cây. Lô số 37 là Robin Cốc anh em. Robin Cốc, Robin Makita Cốc nè. Lô này 650 ngàn cây, 5 cây là 3,250 triệu nha anh em. 5 cây 3,250 triệu. Tay lái là tay lái dài hết cho anh em luôn. Đầu bò trắng kẹp thêm bao đầy đủ ha. Lô số 37, 5 cây 3,250 triệu, 650 ngàn cây anh em. Robin Cốc. Lô này 650 ngàn cây mà trợ lực hết 3 cây anh em, 3 cây trợ lực, 3 con vịt thường ha. Robin Cốc 650 ngàn cây. Magu 20 anh em, Magu 20 800 ngàn cây. Còn đây là Magu 23. Magu 23 anh em, lô này thì 950 ngàn ha. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp qua số điện thoại của em là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.